Đấy, giữ đúng lời hứa cho anh em mày đấy. Trang là sinh năm 99, năm nay mới 19 tuổi thôi. Với tôi thì không quan trọng, vì là hết tuổi đi tù rồi thì tôi cũng không sợ nữa. Với anh em khác thì chắc cũng vậy. 25 dành cho tí. Thì vậy là Viper không vũ rồi, kích cỡ 8, đầu 8. Hoàng Mai Nhi sẽ kích cũng trong 8 luôn. Quýt khả năng Pan Midan kích rồi. Xem màn hình máy game thủ cam quýt nào. Bách sẽ là người đánh y thủ chắc nhà trận này, 26 dân. Xem con Pan của cam quýt phay thế nào thôi. Sao lại nhìn tôi lại giống giống chồng Lâm Vĩ Gia là ông gì nhỉ? Hứa Minh Tuyền đúng không? Hay là hứa cái gì đấy? Hôm nay cảm giác trời nó nóng đấy nhỉ? Vâng, Queen gặp game thủ số 2, game thủ nô 1. Vâng, tiếp tục thể hiện cái bài bằng chém vô học, chém vô đạo đức chăng. Trận này nô 1, đây là người cầm Egypt. Vâng, cung bên bạn, cung thủ phù dành cho game thủ nô 1. Bên kia chắc cũng sẽ là đánh nhiều phù thôi. Vâng, Queen liệu có chém điên dại, vâng, nhà xa quá à rồi. Nhà gần trận này thì chắc là đứt xích ông nô 1 rồi. Cũng thủ phù rồi cam quýt luôn. A13 dâng L này, khóc vô lệ này. Mùa 3 dâng L khóc vô lệ là người cầm Mi Hoan. Bên kia còn con Gích nữa. Vâng, đã kín dành cho game thủ nô 1. Nô 1, ui, nó thả lạc đà đúng vào bãi, may có bánh xe rồi. Trở lại với bài pơ của game thủ tí nè. Báo về là Mi Hoan đánh cung. Mình là đánh cung dành cho game thủ 1 vô thường. Rất nhiều dân của game thủ vô thường. Có lọt khe không nhỉ? Bờ bàn vẫn đang thể hiện được độ khó chịu nhất định. Và nô 1 bắt đầu có bánh xe, nhưng mà vâng, Mình Hoàn yếu lắm. Mình Hoàn vác một mớ dân ra sửa thế này khả năng không có lực đâu. Và chuẩn bị là những tên công ca. Vâng, nói bé rồi, công ca dành cho Michael tí. Ô lê, ô lê. Ô, ô. Và thủ phù. Ô, đen. Thôi thôi thôi, xin. Quỳ xuống xin. Xin rồi mà không được. Vâng. Xin rồi đấy nhưng mà không được. Và tê vào bắn rồi. Chém chết con lạc đà đã tí ơi. Vâng, có cả cẩu vào đây. Đánh thủ phù nhưng nữa vâng, vô tường không chạy này. Nhưng vô tường không chạy. Vô tường không chạy thì vô tường phải chết. Chết. Vâng, chết trong sự ấm ức, chết trong sự nhục nhã. Chết. 27 dành cho tí. Quý tham 19 thôi, nhưng mà đây một bài đấu bơm đồ để cho Hoàng Văn Nhi là người lên 4 đánh. Chưa lên 4 được. Tham lai là 40. Alonso tham lai 31 cũng thủ phù. Vâng, bên kia có đúng con Egypt hay con đâu bao lại quân còn lại mình châu phù ra vẫn đỡ được hết. Đây bà bài Grick, hai Grick solo với nhau. Hai con Grick solo với nhau. Em đánh P rồi thực với gỗ em bơm hết cho anh Bách. Cứ bơm hết cho anh Bách còn đánh P thôi. Không cần phải sóc cái gì nữa. Hoàng Mai Nhi 42.
Đồng đội nơ bơm chân lực. Quýt tham 18, Quýt đang chơi cầm cự cả hai nhà gánh bên này, cả nhà Miwan và cả nhà Ezip. Đi báo về mà một chết rồi. Lúc nãy xem thì cũng một đúng chết thật rồi. Bán chuyện này cần tắt đấy, cố lên anh ơi. Alonso thì solo phù với nhà game thủ 4 này, có lẽ là sẽ không xem màn hình máy này nhiều nữa. Vì đây chỉ là những bài đi solo phù với nhau. Của Alonso tham to lắm đấy nhá, 40 đấy. Quý tham 11 thôi, đồng đội cần gì, cần đồ gì thì báo nhá. Bãi trận này sẽ đánh y cân bản đồ. Mấy là kích 4 như này dường như chưa. Dường như là chưa kích 4 đấy nhưng Hoàng mày nhỉ. Đáng châu y rồi đã. Quýt báo về 3 fit hẳn rồi, tham lai còn 10. Alonso tham 50. Tí tham 24. Bốn nhiều phù Quýt sang Han cùng đờ. Thế bây giờ khả năng Alonso bơm đồ cho Pan thôi. Khả năng bây giờ Alonso bơm đồ cho Pan đi bắn phù. Thằng hai khỏe nguyên à. Thằng hai cũng đang bắn nhà Alonso rồi. Lên 4 đấy, con Grick bên mình cân tắt đấy. Quýt sẽ là người chuyển về đánh cung đờ. 4 rất nhiều phù, Quýt đang sang bắn rồi. Bơm đồ rồi cam Quýt. Bác tham 80. Bác chuẩn bị sau tuần này có lẽ bác sẽ kích 4. Ủa ba lạc đà đồng thế nhỉ. Rồi bắn được khả năng bắn được 3 con phù nhá. Từ từ nào. Hít đèn đàn lâu thế à rồi. Nhiều phù đang chạy hay quá. Xong công đờ Quýt ơi. Xong công đờ. Quýt được nhiều nhiều lạc đà. Alonso đánh trận này hay quá. Dễ đánh. Vì thế rất dễ đánh. Alonso bơm tân thì cho bơm ai đồng đội dồn hết thì cho bách Alonso rồi. Rồi kích. Rồi kích 4 cho Hoàng Minh Nhi. Cam Quýt tham 6. Alonso cứ bơm đồ cho Quýt là người sắp cùng đờ thôi. Tí tham 25. Ôm đập về nhà 4 rồi, bên kia còn đúng nhà mùa 2. Bên kia còn đúng nhà game thủ mùa 2. Alonso tham 40. Giữ thời điểm này là quá ai. Chạy lên quanh tí lại về ruộng rồi. Mùa 2 lên công phu thì có Quýt bảo kê đây rồi. Bây giờ không Alonso rồi, cứ bơm đồ cho Pan thôi. Alonso không phải bơm cho Brick nữa. Alonso bơm đồ cho Pan đánh cung R thôi. Vâng, timeline bên mình đang đè. Timeline đang đè 65-45 dành cho các em thủ bên phía team Liên Quân Song Hà. Anh bác chú ý kìa. Bơm hết đồ cho Pamira. Alonso tham 36. Chỉ ăn với bơm cho Pan thôi. Để cho Quýt là người đánh cung R. Có cung R mới bắn được phù. Quýt tham lại còn 6. Bác tham 100. Sắp lên 4 xong rồi. Và lên 4 xong sẽ là người kích y đẹp nào. Kích y đẹp. Nâng vòng ngọc. Từ từ. Chiêng đồng luôn dành cho Hoàng mà nhỉ. Bên 4 lực quá khỏe với bài Grick này. Cộng đồng phù lắm nhưng Quýt là người ui. Quýt đang chuyển đánh con mã rồi. Bơm gỗ cho 8 nhá. Gỗ cho 8 nào. Gỗ thôi. À gỗ bơm gỗ thôi. Của bà nó rất đông lạc đà nhưng từ từ.
Chỉ cần Hoàng Nhi chống được thời điểm đầu. Alonso tham lại lại hồi lên 50 rồi. Tí ra Mai Ai trở lại màn hình máy chủ lực game từ Hoàng Mai Nhi. Đáng đốt y bên mình. Vâng, lên chiêng đồng, vâng, y đẹp lên xong thì không có cửa dành cho bên bạn nữa. Ba con phu thì không sợ. Vào. Vâng, vào, 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 vào này thì y, này thì phụ, này thì phụ, này này thì phụ này. Bắn đi. Chiêng đồng ba luôn. Bây giờ thì Ezip tuổi gì? Con Ezip bây giờ tuổi gì với Hoàng Mai Nhi đây? Kể cả chiêng đồng 2 Grick nó thừa sức san bằng cái đám đời của Ezip. Chiêng 3 thì con Ezip nó tịt luôn. Nâng đảo và 120 rồi. Bên kia bây giờ con nào lên 4 thì cũng không sợ. Con Grick này nói thật, bên kia lên 4 chả sợ con nào. Có thằng Minoa lên 4, vâng, đánh cái gì, vâng, chắc là thằng 2 lên 4 đánh đắp đôi hay đánh phủ à. Thôi số hết thằng 2 thì kệ anh ơi. Thủ phủ cũng lắm, phủ được 2 mấy con thì mình có 2 kích rồi. Tỷ số sửa được chưa nhỉ? Tỷ số sửa được chưa đây? Thằng 2 vẫn đang loanh quanh ở đây. Rồi bách thủ được. Tầm này Grick lên gần full công nghệ sắp y thần đến nơi rồi đây. BB chắc chảy lắm. Vâng, hình dập hình bóng của một tay chủ lực cứng đã trở lại rồi. Quýt thì cái gì nó chả lấy tầm này rồi. Alonso 52 nhận. Alonso đánh hay quá. Màu 1 lên cung A. Cứ lại cung A rách của Minoa thì thi đấu cái gì. Quýt. Hoàng Mai Nhi bây giờ lùi một kích y lên nhà game thủ Mai. Vâng, đây gọi là đi đến đâu là san bằng đến đấy. Bóng dáng của quân Mông Cổ đây này. Tôi sửa tỷ số luôn nào. Sửa tỷ số là 2-0. 2-0 cho Song Hà trong trận đấu này. Tôi thì cứ tính là cứ phải sửa trước. Sao lại 8 chết? 8 là ông mà. Ông Quýt báo là 8 chết rồi. Báo thế này thì chết. Báo thế này thì chết. Tôi Alonso thừa sức thủ nhà Cung A Minh Hoan nhá. Không có tuổi được chưa? Cung A Minh Hoan bơi hết vào đây. Không có tuổi đánh Alonso. Tầm này Alonso còn chưa đánh được. Đánh làm sao được Hoàng Mai Nhi? 130 rồi. Bên kia thì còn cửa là Châu Phù thôi. Chỉ còn cửa là Châu Phù. Không còn cửa lên 4. Nhưng mà phù bao nhiêu cho lại những số lượng y này của Hoàng Mai Nhi. Không cần y thần. Mà y thần cũng được, cũng chả sao. Quyết. Wow. Một con y nó xiên dần thì đau lắm. Một xiên là nằm xuống một con dần rồi. Chạy. Vâng, liếm dần là cực kỳ đau cho Hoàng Mai Nhi. Úi rồi liếm kìa. Liếm tiếp nào. Thôi y thần anh ơi. Tầm này chả cần phải làm gì đâu. Tầm này không phải sóc nữa. Vâng, tầm này chỉ có cho tay vào trong quần mà sóc thôi chứ không phải sóc quần nữa để lên y thần. Có đồ có bơm thì Quýt đánh cùng R để đỡ về Châu Phù. Vâng, cháy mất một tí ruộng. Không sao. Nhà Tân Y làm y thần anh ơi. Làm y thần cho nó chơi. Một ba đồng phù để Quýt bắn nó có cùng R. Kệ nó đi. Nó thích làm gì nó làm. Cam Quýt 15 đây. Lên bắn phù hộ cho Hoàng Mai Nhi nào. Tí tham 17 này. Đằng bên kia nó hơi chảy cối này. Vâng, ba kích kỳ thần rồi. Bên kia ban đang hồi, bên mình ban đang hồi rồi. Ban hồi. Bên kia thằng 1 đánh cung A. Thằng có 3 châu phù. Quýt lên cái bản đồ còn đi bắn phù hộ cho Hoàng Mai Nhi nữa. Bên mình có ban đang hồi rồi. Lần rồi xong chém nó đi đấy đi quản vàng đi. Thế mà bơm đồ thì Quýt được 37 thì nhà Lần Xô. Bơm đồ cho game thủ Cam Quýt. Rồi Quýt đang đi ăn phù rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái loại phù của Ezip thì phù sợ, thế còn phù Minoan thì bao nhiêu phù cho đủ đây.
Bao nhiêu phù cho đủ để có thể chơi cái số lượng y đi thần này của game thủ hoàng Mai Nhi. Đỉnh đỉnh 9 giờ Quyết ơi. Alonso sóc chém quản vàng. Vâng, đi đến đâu là chiến phù nó y thần lên xong rồi. Bây giờ sức sát thương nó hơn là rất nhiều. Alonso bây giờ thằng 4 khỏe không em? Thằng 4 khỏe không? Tham Lai đang đè 75-35 rồi. Đấy, Tham Lai đè 75-35 rồi. Nhưng bên bạn vẫn chưa quýt. Bên bạn nghĩ là châu phù là đủ để có thể đánh à? Vâng, nô 1 có lẽ đang bảo đồng đội là từ từ ăn quýt, châu phù là đủ. Châu phù là đủ. Nhưng mà đủ cái đủ vào đâu đây? Đủ cái gì? 160 dành cho Grick. Thế trận không cửa thua từ rất lâu rồi, chẳng qua bên kia đang chảy cối thôi. Rồi rồi rồi, sát mép sát mép sát mép, gần đấy luôn. Ui dồi, dân nơ 1 kìa. Chà 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 chà. Bây giờ đi thần cứ một xiên là một con dân thôi. Một xiên là một con dân, lại đam là 30 cộng 4. 30 cộng 4 là 35. Trong người đó máu con dân có 25 thôi. Và one hit và đi sai cho nơ 1, tỷ số là 2-0. Cái tham lai nó buồn cười lắm rồi.